Vâng, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi sẽ cùng mọi người đi đến một cái điểm bán bánh chuối chiên. Thật ra thì ở Sài Gòn thì bánh chuối chiên không còn lạ đối với nhiều người, nhưng mà điểm bán bánh chuối chiên này thì khá là đặc biệt. Và hôm nay thì tôi sẽ đến đây để trải nghiệm thử xem là nó đặc biệt ở điểm nào. Vâng, mời tất cả các bạn. Vâng, tôi đang đi bộ trên đường Đề Thám. Vâng, đây là một trong những cái điểm mà bán bánh chuối chiên mà tôi nói lúc nãy. Bạn ơi, hai bạn đến từ quận nào bạn? Nhà em đây. À, nhà ở đây ạ. À, bạn anh ăn bánh chuối chiên đây nhiều lần chưa? Nhiều lần. Nhiều lần, bạn cảm thấy như nào? Nó đặc biệt hơn điểm khác cái gì? Nó ngon, thấy nó giòn. Vâng, thì bây giờ tôi sẽ đến đây để chúng ta cùng xem là ở đây có cái điểm gì đặc biệt nha các bạn. Để chơi em. Mười chơi á? À một. Ok rồi, chút xíu nhé. Bánh chuối chiên này được ép trong một cái bao ni lông và nhúng vào trong một cái bột rất là đặc biệt. Không biết là trong đấy là có cái gì. Có đậu xanh nè, có bí đỏ nè, có bắp nè. Ở trong này là có những cái gì anh ha? Cô ở trong này thì có cái gì cô? Ở trong chuối này, bắp này, đậu xanh, mè, bí đỏ. Vâng, rất là nhiều. Vâng, rất là. Rất là nhiều thứ các bạn. Đây. Đây là thành phẩm mà khi mà chiên đây các bạn. Đây. Sau khi nhúng vào cái bột gồm rất là nhiều thứ thì nó sẽ chuyển qua đây. Rất là vàng. Đây, anh này đang rắc mè lên. Mật ong, tôi có. Anh này bào bắp không? Có cả mật ong em nhé. Yeah, có cả mật ong nữa. Đây, mật ong đây ạ. Đây. Hấp dẫn không các bạn? Nó khác hẳn với những cái điểm bán bánh chuối chiên khác ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chủ yếu là bột và chuối thôi. Còn đây thì có rất là nhiều nguyên liệu. Mặc dù là mới là buổi chiều thôi nhưng mà có nhiều người đứng đây để đợi mua bánh chuối rồi các bạn. Điểm bán bánh chuối của mình này mở ra lâu chưa cô? Ví dụ mà điểm này bán ở đây là được hơn 5 năm rồi. Hơn 1 năm rồi ạ. Vâng. Và khách có đông không cô? Khách đông. Và đông nhất là thời điểm nào cô? Từ ngày thứ hai cho đến thứ sáu là về online những ngày khác là mình giao đơn đặt hàng nhiều. Dạ. Bên food đi những ngày khác. Dạ. Những ngày thì cũng cả bên nọ bên kia bán mấy điểm tất cả là cũng được gần 2.000 trái, 1.700 trái. 1.700-1.800 cái một ngày hả cô? Vâng, 1.700 trái một ngày. Vâng, một ngày bán từ 1.700-1.800 cái bánh như thế này đây các bạn. Và được gói trong những cái túi giấy để thấm dầu các bạn. Nó rất là nhìn rất là sạch sẽ. Còn đây là một động tác để cho ráo dầu đó các bạn. Vâng, nhiều phụ huynh thì chở theo con và đến đây để mua bánh chuối.
sẽ xem một cái cận cảnh của cái biển này. Chuối, bí ngô, đậu xanh chiên giòn. Đây có cả sinh tố dâu và chuối. Nhưng mà chưa có làm được bao giờ này. Dạ. Vẫn chưa làm được hả cô? Vẫn chưa làm được sinh tố. Dạ. Đây là cái số điện thoại mà để chúng ta đặt hàng đấy các bạn. 1900 0016. 8.000 một cái các bạn. Đây. Sẽ quay toàn cảnh nhá. Bạn thấy. Đây là cái lượng dinh dưỡng ở trong một cái bánh. Nó có trọng lượng khoảng 100g. Và có 4g protein, 17g tota carb. Đây là những cái thành phần dinh dưỡng bên trong một cái bánh chuối. Anh đủ. Anh hình như ngày xưa là mình bán ở chỗ 40 Đề Thám không anh? Vâng, 40 Đề Thám. Là anh này bán luôn ạ? À không. À. Chưa. Người khác ạ. Dạ. Yeah. Ngày mới làm 5 giờ và 6 7 tháng này. Dạ. Yeah. Vâng, số 40 Đề Thám ngày trước thì cũng có một cái chỗ điểm bán bánh chuối chiên các bạn. Nhưng mà bây giờ thì dời lại cái số 286 Cô Bắc ạ. Quận 1. Mình có điểm nữa ở 65A Thái Học ấy. 65A Nguyễn Thái Học hả cô? Vâng, còn 65A Nguyễn Thái Học thì cũng có một điểm các bạn. Ở đây thì có hai thanh niên rất là khỏe mạnh và đẹp trai ngồi rán bánh chuối chiên cho chúng ta. Cô, cái công thức mà bà làm bánh chuối chiên này thì từ đâu cô? Từ đâu mình có cái này? À, con trai tôi đó vào đây rồi làm. À. Vào đây xong rồi học mày mò để học làm. À, có vâng. Con trai cô là tự mày mò ra cái công thức đấy mới là này. Bên sát tanh đấy. Dạ. Cái đứng mà nhảy bên sát tanh đấy là con trai tôi. Dạ. Làm bây giờ nước này đang ở ngoài Hà Nội để... À, vậy là con trai cô là người sáng lập ra cái này hả cô? Vâng, nó sáng lập ra này ạ. À, vâng. Nghiên cứu từng vậy, vậy là mình... Rồi. Vậy là mình có 2 điểm rồi hả đúng không? Vâng, bây giờ mới có 2 điểm. Yeah. Còn bây giờ bắt đầu mới ra ngoài Hà Nội để bên những người muốn nhượng quyền đấy. Yeah. Là ngoài Hà Nội cũng gần 20 người để tập trung để từ Vinh, từ Hải Phòng, tất cả các điểm hỏi về để tập trung để có gì thì muốn nhượng quyền sau này. Oh, vâng. Trong này rất nhiều nữa mà chưa tập trung được. Vâng, có vẻ là rất là nhiều người đang có ý định kinh doanh cái món bánh chuối chiên này ở phía Bắc các bạn. Có hơn 20 người thì đang muốn hợp tác với con trai của cô để làm cái món này. Đây cũng là món bánh chuối chiên khá là đặc biệt. Nên việc mà có nhiều người có nhu cầu làm cái này cũng là điều tất yếu thôi. Từ đâu mà lên sa tanh thì lại càng đông hơn rồi. Bánh chuối. Em bảo rồi, mệt thì nghỉ đi, mà nhường cho em với cháu không chở cho. Sao? Bây giờ cứ ôm đồm, ôm ra đấy. Ngày mai, đến hẹn ngày mai. Có bất cứ 9 thì lấy hết rồi, 9 để cho các cháu ăn. Chúng ta phải gãy chuối. Thế em bảo thôi về đi đỡ. Như bảo chuối cao chín rồi.
Bột thì rất là dính các bạn, nên anh làm việc ở đây thì luôn luôn tay là phải chở và đảo các bánh lên, không thì nó sẽ dính vào nhau. Đi là chuối đấy, bông đi là chuối ạ. Mẫu chút tiền thôi em. Và những cái dịch vụ giao hàng như của Grab thì cũng đến đây để lấy hàng và giao tận nơi cho những người khách có nhu cầu. Mình là dịch vụ gì của Grab anh? À, mình dựa Grab Food. Grab Food ạ. Grab Food chuyên vâng. Chuyên giao thức ăn luôn. À, giao thức ăn. Hiện tại là có một cái như thế nữa. Hôm nay thì mình mua mấy cái anh? Hôm nay thì mình mua 4 cái thôi. 4 cái và mình giao đi đâu ạ? Để xem nào. Mình đi giao tới 21 Huỳnh Thúc Kháng. À, Huỳnh Thúc Kháng. Vâng. Trong quận nhất thôi các bạn. Khi mà những cái thời điểm đông khách nhất á, thì người dân người ta đến đây mua như thế nào cô? Người dân đến mua lắm lúc, ví dụ bên cờ Giáp mini, bên Foodie mà đông quá thì bên khách hàng còn đến còn mấy ngày còn không có chuối cái phục vụ đến khách hàng được ạ. Yeah. Còn nhiều người trách quán rồi sao đấy. Chúng tôi đến đây mà sao không bán được, nhưng mà bên cờ Giáp mini Food là họ đã đặt trước rồi, hóa ra là phải ưu tiên. Yeah. Cô muốn gửi lời gì đến những cái vị khách mà không mua được chuối cô? Vâng, rất xin lỗi. Của đến tới khách hàng tới đây mà không mua được chuối, xin lỗi khách hàng. Và cô cũng mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ đúng vâng, không? Vâng ạ. Tiếp tục quay trở lại ủng hộ. Có người đến, có đợt đã đến 6 lần. Gọi là họ gọi đặt trẻ con gọi là mẹ ơi đây là chuối chờ và chuối đợi. Vâng, cảm ơn cô ạ. Vâng ạ. Mặc dù là buổi chiều nhưng cũng khá là đông và nhộn nhịp các bạn. Vâng, thì bây giờ tôi sẽ đứng tại cái điểm bán bánh chuối luôn. Và tôi sẽ ăn thử một cái bánh chuối ở đây. Và để cho mọi người xem là nó có chất lượng hay không nha. Vâng. Tôi sẽ bắt đầu ăn thử. Rất là giòn và rất là ngon các bạn ạ. Các bạn có thể đến đây để ăn thử. Rất là ngon. Nếu mà các bạn đến đây để ăn thì các bạn có thể đến là 286 đường Cô Bắc, quận 1 để trải nghiệm cái món bánh chuối này. Rất là ngon nha các bạn. Rất là giòn và rất là thơm của chuối. Vâng, tôi xin kết thúc video của mình ở tại đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video clip sau. Nếu các bạn cảm thấy muốn ủng hộ chúng tôi thì hãy đăng ký kênh của chúng tôi nhé.